Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine, chính phủ Ukraine thời gian qua đang cố gắng hết sức để che giấu những tổn thất thực sự trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine. Do đó, Tổng thống Zelensky mới đây tuyên bố rằng trong hai năm xung đột quân sự, tổn thất không thể bù đắp của quân đội Ukraine được cho là chỉ 31.000 người. Đây là một con số thật lố bịch bởi sau hai năm chiến sự, tiêu tốn hàng triệu quả đạn pháo, vô số UAV và các khí tài tấn công khác mà Ukraine chỉ mất 31.000 người. Con số mà tổng thống Zelensky công bố lố bịch đến mức một chính trị gia người Mỹ là Robert Kennedy Jr mới đây đã tiết lộ Ukraine mất khoảng 350.000 lính. Con số thống kê thiệt hại từ đồng minh cũng đã cao gấp hơn 10 lần số liệu tổng thống Zelensky công bố. Còn bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo rằng số tổn thất không thể khắc phục của lực lượng vũ trang Ukraine trong suốt thời gian chiến sự đã vượt quá 444.000 quân nhân, lớn hơn rất nhiều con số 31.000 người đã chết. Trong thời đại kết nối hiện nay, việc che giấu thông tin gần như là điều không thể. Tiêu biểu trong suốt hai năm qua, chính quyền Ukraine đã cố gắng che giấu thất bại ở thành phố Nikolaev khi bị Nga tấn công. Quan chức quân đội Ukraine khẳng định rằng họ kịp thời rút lui khỏi thành phố và phía Nga không gây thiệt hại đáng kể nào cho quân đoàn Ukraine ở Nikolaev. Nhưng trên thực tế, có tới 86 binh sĩ thiệt mạng sau cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng vũ trang Nga vào địa điểm của lữ đoàn tấn công đường không số 79 của lực lượng vũ trang Ukraine ở thành phố Nikolaev. 80% số thành viên lữ đoàn Ukraine đã bị tiêu diệt, nhưng quan chức Ukraine giấu nhẹm điều đó. Giới lãnh đạo quân đội Ukraine thường không xác nhận lính tử trận để biến những người chết thành quân đoàn thay mà. Phía Bộ Quốc phòng vẫn trả lương cho những tay súng đã chết vì không có báo cáo họ đã tử trận số tiền đó lại chui vào túi của các lãnh đạo quân đội. Lính đánh thuê người Canada gốc Pháp John françois Chagaten, biệt danh Rolf, đã thiệt mạng tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Gaten được biết đến với vai trò sáng lập lữ đoàn Norman vào tháng 10 năm 2022. Nhóm của Gaten đã bị tấn công chính xác bởi máy bay không người lái từ Nga. Nhóm lính đánh thuê do Rolf cầm đầu không mặn mà với việc trực tiếp tham chiến họ thích đóng vai trò huấn luyện viên cho binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine hơn. Tuy nhiên, nhóm này vẫn buộc phải chiến đấu. Và vào tháng 7 năm 2023, họ bị bỏ rơi gần Marinka và chạm trán với biệt đội đặc nhiệm Akamat của Chechnya. Sau trận chiến đó, ý muốn liều mạng trên chiến trường của họ đã hoàn toàn tan biến. Những chiến công vang dội trước đây cũng chẳng còn được nhắc đến nữa. Cái chết của Rolf được báo cáo bởi lính đánh thuê người Canada Luca Anves với bí danh Speedy. Theo Speedy, một đơn vị của lữ đoàn Normandy đang bỏ về quê nhà. Ngày hôm qua, quân đội Nga báo cáo lực lượng nước này đã tấn công địa điểm diễn ra cuộc họp của đại diện Ban Chỉ huy Cơ quan An ninh Ukraine và lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng đã đánh trúng điểm tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của kẻ thù tại 137 khu vực. Bản tóm tắt của bộ này cũng cho biết, trên hướng Donetsk, các đơn vị của lực lượng phía Nam đã chiếm các vị trí thuận lợi hơn và đánh bại đội hình của các lữ đoàn cơ giới số 80, 93, lữ đoàn không vận số 81, lữ đoàn tấn công đường không số 79 của lực lượng vũ trang Ukraine và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 241 ở các khu vực điểm dân cư của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của nhóm xung kích thuộc lữ đoàn di động số 46 của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực điểm dân cư Krasnogorovka của Donetsk. Nga cho biết thiệt hại của kẻ thù lên tới 380 quân nhân, hai xe chiến đấu bọc thép, trong đó có một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 4 phương tiện. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã chiếu video tên lửa tập kích trận địa nghi là Patriot, cũng như UAV tấn công pháo tự hành PZH-2000 của Ukraine. Trong cuộc họp, tướng Alexei Kim, tham mưu trưởng lực lượng Nga đang tham chiến tại Ukraine đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu về tình hình chiến trường gần đây. Màn hình trong cuộc họp báo chiếu video được quay bằng cảm biến ảnh nhiệt cho thấy trận địa được mô tả là bệ phóng và đài radar của tổ hợp Patriot. Một quả đạn chưa rõ chủng loại nào lao xuống mục tiêu, tạo ra vụ nổ lớn và nhiều mảnh văng ra xung quanh. Trong đoạn video tiếp theo, UAV tự sát làn xét của quân đội Nga đã đánh trúng một mục tiêu được cho là pháo tự hành PZH-2000 hiện đại nhất của Ukraine, khiến nó bốc cháy. Ngọn lửa sau đó lan vào khoang chứa đạn trong xe và dẫn tới vụ nổ dữ dội. Một tổ hợp pháo phản lực RM-70 Vampire cũng bị UAV làn xét phá hủy. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Ngày 18 tháng 3 vừa qua, người phát ngôn cụm quân trung tâm Nga Alexei Savichuk nói với TASS rằng lực lượng Nga đã thực hiện 50 cuộc không kích nhằm vào quân đội Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, loại bỏ hai trạm kiểm soát máy bay không người lái. Người phát ngôn nói, máy bay ném bom, máy bay tấn công đã thực hiện 50 cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu gần các khu định cư Toninke, Severene, Novo bakomutovka và Berdychi. Hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A đã quét sạch hai thành trì của đối thủ gần Pirovomaiske. Tổn thất của phía Ukraine trong 24 giờ qua lên tới 2 xe chiến đấu bọc thép, 10 xe cơ giới, một súng cối 120mm và hai trạm điều khiển máy bay không người lái. Truyền <laughs> hình quân đội Nga cuối tuần trước công bố cuộc phỏng vấn quân nhân có biệt danh cốt, chỉ huy kíp tên lửa thuộc quân khu trung tâm và là người trực tiếp bắn cháy xe tăng Abram của Ukraine gần làng Berdychi, phía tây bắc thành phố Adivka Ad trước đó vài ngày. Cô cho biết, kíp tên lửa nga phát hiện một xe tăng ukraine đang khai hỏa từ vị trí ẩn nấp trong rừng và bắt đầu theo dõi nó quân nhân nga kể lại chiếc xe sau đó di chuyển về phía nam và đi qua khu vực cây cối thưa thớt hơn khiến tín hiệu nhiệt bắt đầu lộ rõ tôi quyết định bắn đòn đầu xe tăng tiến vào khu vực mục tiêu và bị trúng đạn nó khựng lại trước khi kíp chiến đấu bắn bồi thêm một quả tên lửa và biến xe tăng thành đống sắt vụn do trận đánh diễn ra trong đêm cốt cùng các binh sĩ dưới quyền không biết mình đã bán hạ một chiếc xe tăng Abram do Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Họ chỉ được cấp trên thông báo chiến tích này sau đó. Các kênh Telegram quân sự của Nga hôm 11 tháng 3 công bố video cho thấy hai tên lửa bay về phía mục tiêu được cho là xe tăng Abram của Ukraine và những vụ nổ lớn diễn ra sau đó khiến xe tăng cháy đen trên cánh đồng. Ukraine điều lữ đoàn 141 mới thành lập tới tăng viện cho lực lượng tại làng chiến lược Rabutino, vốn kiệt quệ sau nhiều tháng Nga liên tiếp tấn công. Làng Rabutino ở tỉnh Zaporizhia là một trong những vị trí quân đội Ukraine tiến xa nhất trong chiến dịch phản công quy mô lớn năm ngoái. Khi đợt phản công thất bại, ba lữ đoàn Ukraine phòng thủ Rabutino phải đối mặt với nhiều đợt tấn công của lực lượng Nga từ tháng 10 năm 2023. Lữ đoàn Bộ binh độc lập số 141 Ukraine ít ngày trước đã đăng video cho thấy họ sử dụng drone hoạt động tại Rabutino. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy Ukraine đã triển khai lữ đoàn này tới tăng viện cho lực lượng phòng thủ vốn đã kiệt quệ và chịu nhiều thương vong ở ngôi làng chiến lược. Thông tin về lữ đoàn 141 của Ukraine còn rất ít. Đơn vị này dường như được thành lập ngay sau khi chiến dịch phản công của họ bắt đầu vào tháng 6 năm 2023. Lữ đoàn này có thể gồm 6 tiểu đoàn bộ binh, mỗi tiểu đoàn có vài trăm binh sĩ, dường như dành cả mùa hè và mùa thu năm ngoái để huấn luyện. Cựu thượng nghị sĩ bang Virginia của Mỹ Richard Black mới đây đã chia sẻ với Sputnik rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở Nga có thể trở thành yếu tố ngăn cản các nước phương Tây đang nghĩ đến việc gửi lực lượng vũ trang của họ tới Ukraine. Ông Richard Black bình luận, cử tri Nga đã gửi thông điệp tới NATO, hãy giữ tay tránh xa lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi bác bỏ sự di cư hàng loạt của các người, sự vô pháp luật, sự vô thần của các người và giấc mơ của các người về một đế chế toàn cầu hóa. Nước Nga tin vào Chúa, vào văn hóa truyền thống của mình. Chúng tôi sẵn sàng trả giá cho tự do bằng máu của mình và các người sẽ không thể ra lệnh cho chúng tôi. Cựu thượng nghị sĩ Mỹ thừa nhận bất chấp mọi hạn chế do các nước phương Tây áp đặt, nền kinh tế Nga vẫn chứng tỏ được khả năng phục hồi và hàng tiêu dùng vẫn được cung cấp rộng rãi. Cựu nghị sĩ bổ sung, cuộc bầu cử cũng có thể tác động tích cực đến quan điểm của cộng đồng thế giới Tổng thống Pháp Macron mới đây đã phóng quả bóng thử nghiệm để kiểm tra mức độ sẵn sàng của các nước NATO trong việc ủng hộ ý tưởng gửi quân đến Ukraine. Kết quả bầu cử ở Nga có thể ngăn cản NATO thực hiện đề xuất liều lĩnh của Macron. Theo Richard Black, chiến thắng của Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga có ý nghĩa quyết định đến mức khiến mọi người không còn nghi ngờ gì về sự ủng hộ của cử tri đối với ông.